Rồi mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em một con game Tam Quốc nữa nha anh em. Thì con này là con Soái Ca Tam Quốc nha. Thì mấy anh em thấy ha, con game đã được duyệt quá hoàn toàn nha anh em. Đấy, server chạy cũng rất là mượt mà luôn. Rồi thì con này sẽ chính thức open server mới cho mấy anh em chơi nha. Thì cái phiên bản này là cái phiên bản update mùa trung thu nha anh em. Thì anh em có thể chơi con này nha. Đây là cái phiên bản update mới nhất nha anh em. Thì cái bản này thì thêm nhiều tướng SSR nè, và tăng đột phá tướng lên vô hạn luôn nha anh em. Mở full sự kiện trung thu luôn. Đấy. Và liên server thành chiến nha anh em. Đấy, rất là ngon luôn. Thì con này sẽ chính thức open server 1 ngày hôm nay luôn nha anh em. Đấy, chính thức open server 1 vào lúc 13:30 ngày 29 tháng 9 năm 2023 nha anh em. Đấy, chính thức open server ngày hôm nay luôn. Server 1 Đế Vương nha anh em. Thì mấy anh em có thể tải con này tại cái những cái đường link mình sẽ để trong phần mô tả nha anh em. Thì nó có hai đường link nha, link Google và link Mediafire nha anh em. Thì mấy em có thể vào phần mô tả của cái clip này để tải game nha anh em. Đấy. Thì con này á là mấy anh em tân thủ á, sau khi mấy anh em chạy nhiệm vụ hướng dẫn á, thì mấy anh em sẽ nhận được là 2 tỷ kim nguyên bảo luôn. Đấy. Và VIP 15 luôn nha anh em. Thì hiện tại thì ở đây á, là mấy anh em mới chỉ có là VIP 10 thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em là lên được VIP 15 luôn nha anh em. Thì mấy anh em sẽ vào cái phần hoạt động nè. Đấy. Thì mấy anh em sẽ chọn cái phần đổi giới hạn ha. Thì ở đây anh em có thể đổi luôn cái sự kiện trung thu nha anh em. Đấy, ở đây sự kiện trung thu thì để mấy anh em lấy được những cái võ tướng thần ma. Đấy, rất là ngon nha anh em. Thì mấy anh em kéo xuống á, là mấy anh em sẽ mua cái gói VIP nha anh em. Thì cái gói VIP này á thì nó chỉ cho mấy anh em mua 2 gói thôi. Thì mình đã mua rồi cho nên là mình không mua lại nha. Mấy anh em nhớ vào đây là mua nha anh em. Mua cái gói VIP này nha anh em. Đấy, xong mấy anh em vào túi đồ ha. Thì mấy anh em sẽ dùng nó nha anh em. Đấy. Thì mấy anh em sẽ lên được VIP 15 nha anh em. Đấy, rất là ngon luôn. Rồi, thì tân thủ thì mấy anh em sẽ được tặng bao nhiêu đó nha. Thì con này với một cái tỷ lệ là 100k bằng 2 triệu FP 6 bit là trong game nha anh em. Và 100k bằng 25 thẻ VIP. Đấy, 2.500 điểm VIP nha anh em. Tích nạp game luôn. Đấy, để nhận thêm quà nha anh em. Thì mấy anh em có thể nạp thì mấy anh em có thể liên hệ AD nha. Thì số AD ở đây nha anh em. Tất cả mình để trong phần mô tả nha anh em. Thì con này mấy anh em sẽ chơi thêm cái đua top lực chiến nha anh em. Thì đua top lực chiến thì từ ngày 29 tháng 9 năm 2023 đến ngày 12 tháng 10 năm 2023 nha anh em. Thì mấy anh em đạt được những cái cột mốc của cái top á, thì mấy anh em sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng nha anh em. Đấy, anh em có thể tham khảo thêm trong phần mô tả của cái video này nha anh em. Rồi về phần in game á, thì mấy anh em có thể chơi nè, quà 7 ngày nè. Thì mấy anh em sẽ nhận được những cái con tướng là Lữ Bố, Tung Sách, Triệu Dân, Trương Liêu rồi ha. Đấy, các kiểu cũng là điểu luôn. Đấy, anh em chơi online nhận thưởng nè. Đấy, tướng đỏ nha anh em, rất ngon nha. Vào hoạt động nha anh em. Thì trong hoạt động này á, thì nó có hoạt động là quà đăng nhập nè. Đấy, anh em có thể nhận hết nha. Và quà lên cấp nè nha. Uống rượu nè, bổng lộc rồi ha, hoàng cung rồi nè. Đấy, đổi giới hạn là đổi những cái phần thưởng của quà trung thu ha. Rất là nhiều cái món quà để cho mấy anh em đổi luôn khi mấy anh em có những nguyên liệu này nha anh em. Thì mấy anh em sẽ sở hữu được nè ha, Triệu Dân luôn nè. Đấy, và xếp đồ nè, rất là ngon nha. Mấy anh em có thể đổi cái quà trung thu này nha anh em. Cái này là mua bằng kim nguyên bảo nè. Đấy, anh em có thể sở hữu nha. Đấy, thưởng login đồ rất là nhiều sự kiện in game nó cho mấy anh em chơi nha. Rồi thì ở đây á, thì mấy anh em có thể ship đồ hình rồi ha. Thì tượng đài nè. À quên, bên tinh đàn, thất tinh đàn thì mấy anh em sẽ tậu tướng nha anh em. Đấy, chiêu mộ tướng nha. Rồi ở đây thì mình thấy có Hoàng Trung nè. Đó, Ứng Du rồi ha, Tàu Phi rồi nè. Con game nó được dữ quá nha anh em. Thì mấy anh em quay tướng thì mấy anh em sẽ nhận được những cái con tướng nha anh em. Thì mấy anh em xếp đội hình thì mấy anh em chiến thôi. Thì con này thì free tân thủ cho mấy anh em chỉ bao nhiêu đó thôi nha anh em. Thì mấy anh em chơi, mấy anh em nạp, mấy anh em mua những cái gói quà thì mấy anh em có thể liên hệ ở đây nha, số mà để trong phần mô tả nha anh em. Rồi thì mấy anh em vào mà ship được hình thôi. Đây cận hình thì đây mấy anh em thêm vào nha, để tàu phi mấy anh em muốn chơi tem gì thì mấy anh em chơi nha anh em. Để cái này là mấy anh em có thể ship được hình nha. Ở đây thì mình chỉ làm demo đội hình cho mấy anh em thôi, thì mấy anh em chơi thì mấy anh em sở hữu được những con tướng, tướng đỏ, tướng thần rồi đó, thì mấy anh em chiến nó đã hơn. Rồi một lần nữa mấy anh em nhớ nha, server 1 chính thức open ngày hôm nay luôn nha anh em, ngày 29 tháng 9 năm 2023 nha anh em, nhớ vào chơi cho nóng luôn nha anh em. Rồi phần giới thiệu con game mới, server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link game và thông tin mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào phần mô tả của clip này mà anh em lấy nha anh em. Thì thông tin và link game nha, để anh em tải về và cài đặt chơi nha anh em. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha. Oh, it's all